Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 141. Thẩm Tại Giã bật cười, đưa tay nhéo má nàng, người cũng tài giỏi lắm, nhận được bao nhiêu lợi ích từ lần này. Đào Hoa uốn éo trèo lên người hắn, cười nói, "Ra, thật lòng mà nói, ngài dự định đối phó với thái tử thế nào?" thẩm tại giã nhìn nàng trong bóng tối đôi mắt hiện ra ánh sáng lấp lánh nhưng trong đầu hắn vẫn mơ hồ ngươi đang lo lắng cho hắn sao không phải lo lắng đào hoa bĩu môi thiếp đã sớm biết hắn sẽ có kết cục thế nào chỉ là tiện miệng hỏi thôi thẩm tại giã cười lạnh nhớ tới ánh mắt nàng nhìn mục vô ngân bên hồ trong lòng bực bội ngươi sợ là muốn cứu hắn một mạng sao đào hoa lắc đầu thiếp làm sao có bản lĩnh đó chỉ là thái tử dù sao cũng có chút tình cảm gia có thể bảo vệ hắn một mạng. Không thể, Thẩm Tại dã lạnh lùng ngắt lời, đẩy nàng ra, nhắm mắt, đây không phải chuyện ngươi có thể can thiệp, ở yên trong hậu viện đi. Đào Hoa bĩu môi, nằm quay lưng về phía hắn, mỗi lần đều là nàng dán vào ôm hắn, người này nói đi là đi, lão nương không ôm thì không được sao? Hai người nằm yên ngủ, thầm Tại dã không thể ngủ, nhíu mày nhìn nàng, ngươi làm gì vậy? Ai cáo kỉnh, Đào Hoa hừ hừ, ôm tay đau chỉ muốn ngủ ngon thôi. Thẩm Tại giá im lặng, Đào Hoa phòng miệng thề không chủ động ôm hắn. Ai cần chứ? Thẩm Tại Dã chờ nàng ngủ say rồi mới ôm nàng. Khi ngủ say, Khương Đào Hoa quên hết lời thề, ôm chặt người bên cạnh. Ngốc tử, trong phòng có người cười nhẹ, sau đó yên tâm ôm nàng ngủ. Vừa dạng sáng, thầm Tại Dã đã không thấy, Đào Hoa không hỏi hắn đi đâu, chuẩn bị xong xuôi rồi đi dạo một vòng trong phòng bếp. Trong phủ tiết kiệm việc chọn mua trong phòng bếp rất vất vả như củ khoai lang phòng tay nhìn thấy đào hoa lưu quản sự vội vàng tiến lên chào đón khương nương tử đào hoa cười có chuyện gì ngài là đại từ đại bi quan thế âm cứu nô tài đi lưu quản sự quỳ xuống đáng thương nói phu nhân bảo tiết kiệm thịt và món ăn trong phủ đều nhập từ địa phương đắt đỏ nô tài kẹt giữa lúc này còn bị cắt bạc sống sao nổi đào hoa vô tội ta làm sao giúp được ngươi Ta chỉ là một nương tử, Từ quản sự nói ngài thích giúp người. Lưu quản sự thở dài, chuyện này ngài cũng không giúp sao? Nô tài chỉ mong nương tử giúp một chuyện. Đào Hoa Ý bảo hắn đứng dậy, đến bên cạnh nói chuyện chi tiết. Thịt và món ăn trong phủ nhập từ đâu? Lưu quản sự nói, là từ họ hàng xa của phu nhân, thịt và món ăn ở đó tươi mới nhưng giá cả đắt đỏ, phu nhân lệnh tiết kiệm chi, chỉ có 10 lượng bạc, chẳng phải là muốn chết đói nửa phu nhân? việc này ngươi nên trực tiếp tìm phu nhân mà nói. Đào hoa nói, nếu là thân thích, lệnh là nàng hạ, cởi chuông phải do người buộc chuông. Nô tài nào dám, lưu quản sự lắc đầu, phu nhân chỉ nghĩ nô tài bất lực, đổi người khác, nô tài đi đâu. Đào hoa cười, nếu phu nhân không thể nói, vậy ngươi nên đi tìm tướng ra. Lưu quản sự sướng sờ, nô tài làm sao gặp tướng ra. Cái này đơn giản, đào hoa nói, tướng ra thích đi dạo trong hoa viên, Ta bảo Thanh Đài dẫn ngươi qua. Đa tạ nương tử, lưu quản sự hành lễ, chỉ là vạn nhất phu nhân trách móc, có thể đuổi nô tài. Sẽ không, Đào Hoa lắc đầu, ngươi đã đến gặp ra, nàng làm gì được ngươi. Yên tâm đi, lưu quản sự cảm động, từ quản sự nói không sai, nương tử thật là tâm địa Bồ Tát. Đào Hoa cười, cùng hắn từ biệt trở về ngủ. Phu nhân này đúng là tự làm khó mình. Thanh Đài cảm thán, đang yên lành, tại sao phải tiết kiệm chi? bởi vì mùa thu tướng ra cha sổ sách đào hoa lười biếng lúc trước nàng giao sổ sách cho ta chi tiêu phủ thiếu một nửa sổ sách không sai so trước sau mặt nàng khó coi mai chiếu tuyết không nhận ra vấn đề nàng chỉ để ý khương đào hoa và vài nương tử trọng yếu đứng cùng thuyền thế chân vạc và hai phần cục diện đã vỡ một lần nữa chia bài mình so với khương thị kém một đoạn khương nương tử biết làm người cổ thanh ảnh cắn hạt dưa nàng không tranh không đoạt ai tốt ai được ra ân sủng, phủ nhân không cần nâng nàng. Thiếp phải nhiều lời, phu nhân ngài lười biếng, không chừng ngày nào đó nàng chiếm vị trí đầu. Người cũng không nâng nàng sao, mai chiếu tuyết cười, cho nên ngươi được ân sủng cũng không ít. Cổ thị sướng sờ, để xuống hạt dưa, thiếp không phải vì tương lai sao. Nàng được ân sủng, không cần thì phí phạm, thiếp luôn hướng về phu nhân ngài. Lệnh tôn gần đây được đề bạt, thiếp biết giúp đỡ phu nhân. Nói hay, cũng chỉ chỗ tốt mà chui, tình nghĩa mai chiếu tuyết ngoéo môi uống trà ngươi và nam cung thị là được sủng ái nhất các ngươi đều là áo quần nhân nàng không cùng ngươi một lòng sao áo quần không quen cổ thanh ảnh bĩu môi nàng không thích nói chết tâm dựa khương nương tử cả đời không có nhãn lực phải không ca ca nàng vào chiều mai chiếu tuyết đưa nàng đến lăng hàn viện được cổ thanh ảnh đáp cười lui ra mai chiếu tuyết nhìn bàn trà ném chậu nước hai ngày sau Cố Hoài Nhu tìm đến đào hoa. Khương Nương Tử, có chút chuyện. Đào hoa ngáp dài, chuyện gì vậy? Phụ thân của thiếp được thăng chức làm tông chính. Chuyện tốt, thăng chức. Nhưng, triều đình liên tục đưa tin, vị trí này đáng ra nên thuộc về Nam Cung rượu. Bây giờ Nam Cung Nương Tử tức giận, gặp ta thì trầm mặt. Đào hoa nhún vai, triều đình, mắc mớ gì đến các ngươi? Có lẽ nàng đang luẩn quẩn trong lòng, vài ngày sẽ ổn thôi. Đúng rồi, Đại Ngụy Tông chính là quản lý hoàng tộc. Đúng vậy, trong lòng vui mừng, đào hoa vội kéo tay nàng, người giúp ta việc này. Cố Hoài Nhu gật đầu, nương tử phân phó, ta sẽ hết sức. Tốt lắm, đào hoa cười, sẽ không quản thứ khác, con đường này đã mở, nàng có năng lực còn người ta có ân tình. Nhưng tối hôm sau, Cố Hoài Nhu tắm rửa chuẩn bị thị tẩm, nhà hoàn ôn thanh các vô ý, đổ nước nóng lên người Cố Hoài Nhu. Ôn thanh các náo loạn, Khương Đào Hoa chạy đến, cố hoài nhu khóa cửa phòng không cho ai thấy y nữ miễn cưỡng sức thuốc cao rồi đuổi ra ngoài thế nào rồi đào hoa kéo lý y nữ hỏi lý y nữ cả khuôn mặt bị phòng nặng trên người nóng đỏ dung mạo hủy hoại nhưng vẫn còn sống đào hoa trừng mắt nữ nhân hủy dung mạo còn sống được sao người xác định nàng còn sống sao lý y nữ chưa kịp trả lời khương đào hoa đã đạp cửa vào cố hoài nhu chùm khăn lụa đen trên đầu chuẩn bị treo cổ Chào ôi, đào hoa vội bảo thanh đài ôm nàng xuống, chói tay nàng lại, ngươi làm gì vậy? Cố hoài nhu, ta chưa từng xấu như vậy, sống cũng vô dụng, không bằng chết. Nữ nhân chỉ dựa vào nhan sắc mà sống sao? Đào hoa, ngươi bình tĩnh, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, phủ không thiếu thuốc chữa lành ra. Vô dụng, cố hoài nhu, với hình dáng này, ta không chịu nổi, hết thuốc chữa. Chương 142 Vẻ đẹp của nữ nhân quan trọng như thế nào, mặt nàng đã biến dạng như vậy, làm sao thầm tại giã có thể gần gũi với nàng được. Trong viện này không có sự ân sùng, sống cũng còn có ý nghĩa gì. Đào hoa ngạc nhiên, định vén lồng bàn lên xem, nhưng cố hoài nhu như bị kinh hãi lớn, liên tục lùi lại phía sau các ngươi ra ngoài hết. Thưa phu nhân, lý y nữ nhíu mày, hãy để nô tỳ chăm sóc ở đây. Hiện tại cố nương tử đang hoảng loạn, nhiều người sẽ không tốt cho nàng. Đợi nàng bình tĩnh lại, phu nhân hãy đến được đào hoa đứng dậy hít sâu một hơi rồi nói ta nhất định sẽ yêu cầu ra nghiêm trị nha hoàn kia người yên tâm cố hoài nhu khóc lớn giọng đầy tuyệt vọng nghe mà lòng người cũng run rẩy theo thành đài nhanh chóng kéo chủ tử ra ngoài đúng lúc thẩm tải giã mang theo mai chiếu tuyết tới sân nha hoàn đó đâu rồi thẩm tải giã nghiêm giọng nói xảy ra chuyện lớn như vậy không thể che đậy chỉ bằng một câu lỡ tay đào hoa mím môi nhìn Mai Thị một cái rồi ra hiệu cho người dẫn nha hoàn kia lên. Tướng ra tha mạng, tiểu nha hoàn hoảng sợ, run rẩy, nô tỳ thật sự không cố ý. Không phải cố ý, thẩm tại giã nheo mắt, nước nóng như vậy, người không cảm giác được sao. Lại còn ngã vào chủ tử, nếu đây không phải cố ý, thì cái gì mới là cố ý? Tiểu nha hoàn khóc nói, lúc đó nô tỳ có chút thất thần, nên đã nhấc nhầm thùng. Nha hoàn này trông rất quen mắt, Mai Chiếu Tuyết đột nhiên lên tiếng, nhưng thiếp không nhớ đã thấy ở đâu. Các người có nhớ ra không? Nửa câu sau, nàng nhìn sang Tần Thị và Nam Cung Thị, Tần Thị vô tội lắc đầu, Nam Cung Cầm cũng lắc đầu. Không ai nhận ra, Mai Chiếu Tuyết nhíu mày, kỳ lạ thật, chủ tử không biết. Các nhà hoàn khác có ai biết không? Tiểu nha đầu này thường chơi với ai? Phong Bình vội nói, nô tỳ nhớ ra rồi, mấy ngày trước, phu nhân đi dạo trong phủ, ở khúc quanh vườn hoa suýt bị hai nha hoàn sông tới, một trong số đó là nha đầu này, còn một. Hình như là Bích Hà bên cạnh Nam Cung Nương Tử. Phu nhân Minh Xét, nô tỳ không liên quan gì đến Linh Lung, chỉ là hôm đó tình cờ gặp trên đường nên đi cùng. Phải không, Mai Chiếu tuyết cười, vậy thì ta đã suy nghĩ nhiều, nếu là do Linh Lung gây ra, làm hại cố Nương Tử dung mạo hủy hết, ra cần phải nghiêm trị. Thẩm tại giã nhìn nàng, nghiêm giọng lôi ra đánh một trăm hèo một trăm hèo, rõ ràng là không để Linh Lung sống sót, dù cố thị cũng đã mất nửa cái mạng, nhưng hình phạt này là xứng đáng, nên đào hoa không can ngăn, chỉ im lặng nhìn Linh Lung bị kéo đi, kêu rên không ngừng. Nhưng dù biết rõ muốn chết, Linh Lung vẫn không nói ra điều gì khác hữu ích, nhìn như là lỗi lầm vô tâm của nàng. Nhưng, vì lời của Mai Chiếu Tuyết, Tần Hoài Ngọc liên tục nhìn Nam Cung cầm vài lần, rồi khẽ hỏi thật sự không liên quan đến ngươi. Nam Cung cầm nhíu mày, lắc đầu có liên quan gì đến ta. Ta với cố nương tử không thù không oán, sao phải hại nàng. Chào ôi, chẳng phải nghe nói cha nàng đoạt vị trí tông chính của ca ca ngươi sao. Tần Hoài Ngọc nháy mắt, ngươi với nàng chẳng lẽ không mâu thuẫn. Không thể nào, nam cung cầm tức giận run rẩy, xin tần nương tử đừng nói lung tung, nếu có ai tin thật, đồ tội này lên đầu ta, chẳng phải là quá hoan ức. Thẩm tại giã nhìn sang đây, khẽ nhíu mày. Nam công cầm ngẩng đầu gặp ánh mắt của hắn, sững sờ. Tướng ra cũng nghi ngờ nàng sao? Tức giận không biết nói gì, nàng ủy khuất quỳ xuống, ra minh xét, việc này thật sự không liên quan đến thiếp. Thật lúng túng, không có chứng cứ gì chứng minh nàng làm, nhưng ai cũng nghi ngờ nàng. Nam công cầm cảm thấy cực kỳ ức, không biết giải thích thế nào, chỉ có thể tức đến đỏ mắt. Thẩm tại giã khoát tay, nếu không phải ngươi làm thì thôi, mọi người giải tán, ta đi xem cố thị. Ra, đào hoa nhíu mày, hiện tại cố thị đang hoảng loạn, không muốn thấy ai, nhất là ngài. Ngài nên ở ngoài cửa nói chuyện với nàng một lát thôi. Nghĩ lại thấy cũng đúng, thầm tại giã gật đầu, thở dài, phất tay ra hiệu mọi người ra ngoài, còn mình đứng ở cửa nói chuyện với cố thị bên trong. Bước ra khỏi ôn thanh các, Khương Đào Hoa cẩn thận suy nghĩ, liệu chuyện này có phải quá trùng hợp không? Cha của cố thị vừa đoạt vị trí tông chính của Nam Cung, lập tức cố thị gặp chuyện, lại liên quan đến nam cung cầm nam cung nương tử thấy mai chiếu tuyết từ bên cạnh định đuổi theo nam cung cầm phía trước đào hoa vội gọi nam cung cầm mắt đỏ quay lại mai thì cũng dừng chân rồi tiếp tục đi lên phía trước như không có việc gì phu nhân cũng nghi ngờ ta nam cung cầm nhíu mày không đào hoa lắc đầu ta không nghĩ là ngươi lông mày khẽ giãn nam cung cầm nước mắt rơi lã trả ta tưởng ngài thân với cố nương tử sẽ đến trách tội ta sao lại thế đào hoa mím môi nhìn mai chiếu tuyết phía trước thấp giọng nhưng sao nha hoàn của ngươi lại ở cùng linh lung còn bị phu nhân bắt gặp bích hà vội nói thật chỉ là tình cờ thôi phu nhân đó tưởng tượng được nhiều lắm đào hoa nghiêng đầu nhìn nàng người đắc tội phu nhân à nam công cầm nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói gần đây cổ thị thường rủ ta đến lăng hàn viện nhưng ta đều từ chối lời nhắc nhở của khương thị khiến nàng bừng tỉnh liệu có phải do từ chối lời mời của phu nhân mà hôm nay nàng mới rơi vào tình cảnh này dù là chính thất lẽ nào đầu óc lại hẹp hòi như vậy nếu có người muốn hại ngươi tốt nhất ngươi nên ở trong phòng để tránh gặp nguy hiểm đào hoa nói về phần cổ nương tử ta sẽ tìm thấy thuốc giỏi và thuốc tốt để chữa trị cho nàng được nam cung cầm gật đầu hành lễ rồi quay về sân nhỏ của mình vừa về đến nơi không lâu nàng lại nhận được lời mời từ lăng hàn viện nam cung cầm hư lạnh đóng cửa từ chối tiếp khách và cả ốm không gặp mai chiếu tuyết lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng người này thật cố chấp cổ thanh ảnh cười nàng ấy thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra chẳng phải tự chốt họa vào thân sao lần này cổ nương tử coi như đã hủy hoại bản thân khương nương tử chắc cũng không chịu nổi nữa tranh cãi với nàng ta chỉ thêm vô ích nàng ấy không cãi mới lạ Mai Chiếu Tuyết cười nhẹ, vặn vẹo chiếc khăn tay, gần đây nhiều người đến trước mặt gia chủ tố cáo ta hà tiện, gây khó khăn cho họ trong việc làm việc. Cổ thanh ảnh ngạc nhiên, nô tỳ sao lại gan dạ đến vậy? Chẳng lẽ không có người chống lương sao? Mai Chiếu Tuyết mím môi, cần gì tiết kiệm, cứ dùng thoải mái, thiếu thốn gì cứ báo cho phòng thu chi. Cảm ơn phu nhân, cổ thị cười, khương nương tử quá ngây thơ, muốn mua chuộc lòng người thì việc chi tiêu vẫn do ngài quyết định. Mai chiếu tuyết mím môi, vẫn không vui. Cổ thị líu lo, nàng chỉ dựa vào cửa sổ, nhìn mưa rơi bên ngoài. Lại mưa nữa ư. Ngay khi việc chi tiêu được nới lỏng, đào hoa không ngần ngại mang đại phu huyền hồ đường cùng với những loại thuốc đắt tiền nhất đến ôn thanh các. Sau một ngày hôn mê, cố hoài nhu cuối cùng cũng tỉnh lại. Nàng yêu cầu được gặp thầy thuốc, uống thuốc, bôi thuốc và tìm cách xóa mờ vết sẹo trên mặt. Đào hoa ngồi bên ngoài, lòng đầy thương cảm phận làm phụ nữ thật quá đắng cay, chỉ vì ngước nhìn nam nhân mà phải chịu đựng như vậy. Nếu không còn nhan sắc, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì. Đại phu đi ra, lắc đầu nói, may mắn là đã dùng thuốc tốt nhất, nhưng cũng phải mất 3 năm rưỡi để vết sẹo mờ dần. Đào hoa nhíu mày, dặn thanh đài tiễn đại phu và thường tiền, rồi ngồi xuống bên giường cố hỏi nhu, mai này ta sẽ làm cho nàng một chiếc mặt nạ đẹp, được chứ? Cố hỏi nhu im lặng, căn phòng chìm trong im ắng, đào hoa tưởng nàng không muốn trả lời nhưng rồi nàng lại cất tiếng đây không phải là tai nạn ngẫu nhiên ta cảm giác có người cố ý hãm hại ta đào hoa nhíu mày nhưng nha hoàn đã bị đánh chết phải không cố hoài nhu cười lạnh lùng dựa vào giường có lẽ vì ta đã phá hủy âm mưu của họ nên họ muốn giết người diệt khẩu khương nương tử người thông minh như vậy có thể giúp ta báo thù được không nếu được như vậy hoài nhu nguyện làm trâu làm ngựa cho người một ngày nào đó sẽ báo đáp. Đào hoa mím môi, người đã nói vậy, ta sẽ giúp, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu. Nhà hoàn kia có cha mẹ già yếu, phụ thân thì bị liệt, gia đình họ ở Kinh Đô, gần với Trấn Thượng Hương. Nương tử có lòng tốt, có thể cử người đi điều tra xem có manh mối gì không. Cố Hoài Nhu nói, nếu thực sự không có cách nào khác, ta chỉ có thể dựa vào trực giác để tìm người báo thù. Người đừng xúc động, đào hoa nắm lấy tay nàng, ta sẽ tra rõ mọi chuyện. Vụ việc này thoạt nhìn như một vụ án không có manh mối, nhưng trực giác của phụ nữ thường rất chính xác, Khương đào hoa quyết định tin tưởng nàng. Trở về tranh xuân các, thẩm tại giã đã đợi sẵn, vẻ mặt không vui. Ra, đào hoa nhìn hắn, ngài vì cố thị mà buồn sao. Không phải vậy, thẩm tại giã xoa xoa huyệt thái dương, hôm nay hoàng thượng cải trang xuất cung để thị sát đê điều. Về chiều khen ngợi Nam Vương một phen đây chẳng phải chuyện tốt sao, đào hoa không hiểu, sao ngài lại không vui. Khen ngợi thì khen ngợi, nhưng bệ hạ còn giao cho hắn nhiệm vụ tuần tra doanh trại. Thẩm tại giã nhíu mày, tên ngốc kia đã vội vàng đồng ý, ta cản cũng không kịp. Tuần tra doanh trải ư, đào hoa vuốt cằm, nghe có vẻ vất vả, nhưng cũng tốt, để Nam Vương quen thuộc với việc quân doanh. Có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể nịnh nọt được, làm gì cho mệt mỏi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 143. Thẩm tại giã không vui nói, hiện tại, thái tử đang dồn sức tấn công Hằng Vương, có lẽ Hằng Vương cũng sắp phản công. Nếu không có ai cản đường, Nam Vương chắc chắn sẽ dễ dàng hoàn thành thu hoạch và nộp vào quốc khố Việc này vừa nhàn hạ vừa nịnh nọt được Hoàng thượng, nhưng hắn lại còn phải lo chuyện tuần tra này nữa. Đào Hoa nhìn thẳng vào mắt hắn, ra có biết rõ Nam Vương đang nghĩ gì không? ta làm sao biết được thẩm tại giã nhíu mày gần đây hắn ta tránh ta rất kỹ không chịu nói thêm một lời thiếp nghĩ giữa ngài và nam vương thiếu sự giao tiếp đào hoa nghiêm túc nói khi ngồi lên đùi hắn nam vương tuy nhỏ tuổi nhưng có ý tưởng riêng làm việc có trật tự chẳng phải bệ hạ đã khen ngợi hắn về việc xây dựng đê đập và còn giao nhiệm vụ tuần tra cho hắn sao thẩm tại giã hơi sững sờ rồi rủ mắt xuống đúng là có chuyện như vậy nhưng hắn không rõ Nam Vương có phải vì may mắn hay lý do nào khác. Theo ý hắn, Mục Vô Hà quá cố chấp, không hiểu quyền mưu, cần phải nghe theo hắn mới đúng. Ngài đừng cứ xem hắn như một đứa trẻ. Đào hoa nháy mắt, con của đế vương trải qua không ít chuyện, không phải cái gì cũng không hiểu. Hắn thiếu cơ hội, ngài có thể cho, nhưng con đường còn lại, ngài hãy để hắn tự đi. Buông tay, thẩm tại giã nhíu mày, người cho rằng hành động cố chấp của hắn là đúng sao không có gì sai cả. Đào hoa nhún vai, việc khổ thì khổ, nhưng là bệ hạ tự giao, tại sao không làm cho xong? Nếu hắn từ chối, chọc giận hoàng thượng, chẳng phải được không bù mất. Không cần hắn từ chối, ta tự nhiên sẽ giúp hắn. Thẩm tại giã nói, nhưng hắn không chịu phối hợp chút nào. Đào hoa bật cười, ra quá tự tin, không chịu tin người khác cũng là vấn đề. Ngài không tin Nam Vương, Nam Vương dĩ nhiên không tin ngài, đạo lý này ngài còn chưa hiểu. Nói đúng là thế, nhưng thầm tại giả không vui, ngẩng đầu nhìn nàng, so với ta, ngươi lại tin tưởng Nam Vương. Về quyền mưu, thiếp tự nhiên tin tưởng ra, đào hoa nói, nhưng về công việc, tin tưởng Nam Vương cũng không sai, dù sao những việc hắn làm, cái nào không ổn định và được khen ngợi. Thẩm tại giả hí mắt suy nghĩ một lúc, rồi nhéo eo nàng, ép vào lòng mình, người bị Nam Vương mua chuộc hay sao mà nói thay hắn như vậy vì nàng biết rõ thẩm tại giã cuối cùng cũng phải nghe lời Nam Vương, nên tự nhiên muốn ôm lấy người lớn nhất. Không giúp Nam Vương nói tốt, nàng còn giúp ai? Đào hoa cất giọng ngọt ngào, chàng có cần tiếp thuyết phục thêm không? Thẩm tại giã đẩy nàng ra một cách lạnh nhạt, ta còn việc bận, nàng chỉ cần chăm sóc tốt hậu viện là được. Nhớ đến cố hoài nhu, đào hoa thở dài, chàng rảnh rỗi thì nên đi thăm cố thị nhiều hơn. Ta tự nhiên sẽ đi, thẩm tại giã nói, mấy ngày gần đây, ta cũng sẽ ở lại chỗ nàng vào buổi tối. Đàn ông tốt bụng quá, đào hoa thầm cảm thán, kỳ thực, gương mặt cố hoài nhu hiện tại có chút đáng sợ, nhưng chàng vẫn ở bên nàng, thật đúng là có tình có nghĩa. Dĩ nhiên, nàng biết điều kiện tiên quyết là tông chính phủ cũng phải vững vàng đứng ở bên thầm tại giã. Chàng đi thong thả, tiến thầm tại giã đi, đào hoa tiếp tục tra cứu sách thuốc để tìm dược liệu. Đến trạng vàng, tự yến quy đến, sắc mặt rất nghiêm trọng có chuyện gì vậy đào hoa nhớn mày hỏi vợ ngươi bị ai cướp đoạt à không phải tự yến quy thở dài ta không ngờ cố thị lại thảm như vậy nàng ta cũng không phải là người xấu chỉ là tính nóng này nghe lời này hắn rất hiểu rõ cố hoài nhu đào hoa nháy mắt tò mò nhìn hắn ngươi có thường đến ôn thanh các không tự yến quy không lên tiếng cúi đầu suy nghĩ một lúc sau hắn ngẩng đầu nhìn đào hoa thực ra ta rất thích nàng cái gì? Đào hoa xém chút nữa bị sạc nước miếng, hoảng hốt nhìn hắn, ôm ngực, ngươi muốn làm gì? Đừng lo lắng, tự yến quy nói, ta chỉ nói thật lòng. Người khác với những nữ nhân khác trong phủ, ta thực sự rung động, muốn giúp đỡ ngươi, và cũng muốn có thể mang ngươi đi. Nhưng nhìn thầm tại giã thế này, ta không có cơ hội. Việc cố thị xảy ra, ta rất muốn chăm sóc nàng ấy suốt quãng đời còn lại. Trợn mắt há hốc mồm, đào hoa nháy mắt ngươi người có biết người đang nói gì không? Cố thị là người của thẩm tại giã. Nói cho người cũng không hiểu. Tử Yến quy nhìn vào mắt đào hoa đầy phức tạp, ta chỉ cảm thấy khó chịu, muốn tìm người tâm sự, không mong ngươi ra chủ ý gì. Người không sợ ta nói cho thẩm tại giã biết, người muốn cướp vợ của hắn. Đào hoa nhớn mày hỏi. Không sợ, Tử Yến quy nói, người cứ nói đi, thẩm tại giã sẽ không làm gì ta, thậm chí còn cảm kích ta. Hiếp mắt lại, Đào Hoa nhìn hắn một lúc lâu, trong đầu cô hiện lên hình ảnh những người thiếp trong phủ, mỗi người đều e dè, rụt rè. Lại tiếp theo là hình ảnh từ Yến Quy bắt trước giọng nói của thầm tại giả. Đột nhiên, cô lên tiếng, nữ nhân trong phủ này, chẳng lẽ đều do ngươi thay thầm tại giả làm chuyện vợ chồng. Từ Yến Quy giật mình, nhìn xung quanh một lượt rồi trợn mắt, ngươi sao đoán được. Đã đoán được thì đừng nói ra được không? Thật vậy sao? Đào hoa kinh ngạc, nhìn hắn một lúc lâu mới đưa tay chỉ vào mình, vậy tại sao ngươi không cùng ta? Đây là tiếc núi của ta, tự yến quy cười khẽ, số mệnh đã định ta phải bỏ qua ngươi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khương Đào Hoa không thể hiểu nổi, hắn bày đặt ra một đống lớn nữ nhân nhưng hắn lại không ngủ cùng, tại sao thầm tại giã lại phải mượn tay người khác? Bất lực sao, ôi chao, cũng là cử bổng, sao hắn phải cho chính mình đội nón xanh? Đừng đoán mò. Tử Yến quy cao mày, ta và hắn chỉ làm theo nhu cầu. Môn võ công mà ta luyện cần có nữ nhân, mà hắn không thể có nữ nhân, nên mới nghĩ ra cách này. Thì ra là vậy, đào hoa cười khan, vậy ta là người ngoài ý muốn. Đúng vậy, Tử Yến quy vuốt cằm, chỉ cần ngươi sống đến ngày hắn hoàn thành đại sự, ngươi sẽ là người không thể thiếu trong cuộc đời hắn. Nàng gặp may sao, đào hoa ngẩn người nhìn bình hoa, thất thần chợt hiểu ra vì sao thầm tại giã thường tìm nàng vào nửa đêm và cũng hiểu vì sao hắn nhẫn tâm với những nữ nhân của mình bởi vì căn bản họ không phải là nữ nhân của hắn suy nghĩ một lúc lòng vẫn có chút hân hoan khương đào hoa ngẩng đầu nhìn từ yến quy vậy là ngươi vốn định chịu trách nhiệm cho cuộc đời sau của cố thị nên đến đây tỏ lòng với ta dứt khoát một lần có thể nói vậy từ yến quy tiếc nuối ngươi và ta có duyên mà không phận ta đúng là oan uổng đào hoa cười bị ngươi thích rồi lại bị ngươi bỏ ta là người xấu sao tự yến quy sững sờ nhíu mày thật vậy vậy không được ngươi phải đền bù cho ta đào hoa cười ít nhất khi thành thân với cố thị cũng phải phát tiền mừng cho ta chứ thành thân tự yến quy lắc đầu ngươi nghĩ gì vậy ta chỉ định đón nàng về yến quy môn nuôi dưỡng thôi nụ cười trên môi đào hoa tắt lịm lấp mắt nhìn hắn, ngươi cũng ghê tởm khuôn mặt hủy hoại của nàng sao? Không phải vậy, vốn dĩ ta không có tình cảm với nàng, chỉ là trách nhiệm thôi. Tử Yến quy nói, ta không thể cùng nàng đầu bạc sang long. Đào Hoa nhíu mày, lắc đầu. Nếu ngươi chỉ nghĩ vậy, tốt nhất đừng quấy rầy nàng nữa. Việc khuôn mặt bị hủy đã đủ khiến nàng tổn thương. Nếu biết người cùng giường không phải thầm tại giả, nàng sẽ nghĩ đến chuyện quyên sinh. Ta kém thầm tại giả sao? tử yến quy hừ lạnh về ngoại hình ta không thua kém hắn về địa vị hắn là thừa tướng nhưng trên giang hồ chẳng là gì cả không phải vì lý do đó đào hoa lắc đầu tóm lại nếu ngươi không có tình cảm với nàng đừng làm tổn thương nàng nếu có chuyện gì xảy ra thẩm tại giã sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi tử yến quy nói vẫn còn sớm ta chỉ đang bực bội nên mới nói với ngươi đã muộn rồi ta đi đến ôn thanh các đây nhìn theo bóng hắn phi thân ra ngoài, đào hoa cúi đầu xem sách thuốc. Đọc được một lúc, nàng mới chợt nhớ ra, vỗ bàn tức giận, ta còn khen thẩm rắn độc là nam nhân tốt. Hắn cũng chỉ là làm mặt ngoài. Hắn vốn dĩ không có ý định làm thừa tướng cả đời, nên không để lại ràng buộc nào. Khi đi cũng sẽ dứt khoát, không vướng bận điều gì. Liệu một người như vậy có thể chịu đựng được sự cô đơn tột cùng? Hắn giống như kẻ phiêu bạt trốn giang hồ, liều chạy không phải là nhà cửa, thoạt nhìn hào hoa nhưng lại chẳng mang đến cảm giác an toàn. Màn đêm buông xuống, thầm tại giã cải trang lèn vào phủ. Tự yến quy như thường lệ đến ôn thanh các. Cố hoài nhu có rúm người giữa giường, nghe thấy tiếng động liền hỏi ai. Là ta, ngụy trang thành giọng nói của thầm tại giã, tự yến quy nhẹ nhàng vuốt ve nàng và nói, đừng lo, ta đã treo rèm che, tre, sẽ không nhìn thấy nàng. Cố hoài nhu sừng sốt, ôm lấy thân thể hắn, nghẹn ngào, ra. Tốt rồi, ta không ghét bỏ nàng. Từ Yến quy vỗ về lưng nàng, đừng buồn nữa. Nước mắt lan dài trên tay hắn, lúc đầu nóng hổi, sau dần lạnh buốt. Từ Yến quy mím môi, khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, lao đi những giọt nước mắt, rồi mỉm cười, ta vẫn luôn nhớ rằng nàng là người đẹp nhất. Buổi tối, thầm tại giã dịu dàng hơn hẳn ban ngày, khiến cố hoài nhu càng thêm say đắm. Nàng gật đầu, cuộn tròn trong lòng hắn và nói, về sau, chúng ta chỉ gặp nhau vào ban đêm, khi không ai nhìn thấy. Được thôi, tự yến quy đáp, ban ngày ta sẽ không gặp nàng. Ban ngày cũng không gặp gỡ, trong tâm trí hắn, cố hoài nhu vẫn luôn là người con gái kiều diễm và mềm mại như ngày đầu gặp gỡ. chương 144 Được ôm ấp bởi người đàn ông này, cố hoài nhu chìm vào giấc ngủ an lòng, tia hy vọng le lói lóe lên trong tuyệt vọng. Tướng ra thực sự là một người tốt bụng, Sáng hôm sau khi thức dậy, trong phòng đã không còn ai. Cố hỏi nhu mím môi, lục tìm đồ may vá và dè dặt bắt đầu thêu khăn tay. Đào Hoa đến, thấy nàng không khóc cũng không làm ầm ĩ, vẫn quấn khăn voan đen trên đầu, nhưng tinh thần có vẻ khá hơn nhiều. Người thêu cái này làm gì? Đào Hoa tò mò nhìn và hỏi, định đưa cho ra. Cố hỏi nhu gật đầu, nhỏ giọng nói: Ra đối xử tốt với ta, ta không có gì để đền đáp nên thêu khăn tay thêu hình uyên ương. Đào Hoa mím môi, nhớ lại lời Từ Yến Quy nói hôm qua, do dự một lúc rồi nói, nữ nhân sống không dễ dàng, chỉ cần họ đối tốt với chúng ta một chút, chúng ta liền cảm động, quên đi những lúc họ không tốt. Cố Hoài Nhu hơi ngỡ ngàng, ngẩng đầu nhìn Đào Hoa, mọi người đều vậy, ngày tháng vẫn phải trôi, không thể cưỡng cầu. Nhưng nếu như, Đào Hoa nhấn mạnh, nếu như nam nhân không đáng tin, người có nghĩ đến việc tự mình làm chủ cuộc sống không? Cố Hoài Nhu bật cười, phong tục tập quán ở Triệu Quốc và Đại Ngụy khác nhau hoàn toàn. Nữ tử Triệu Quốc có thể lên ngôi đế vương, dân phong cũng cởi mở hơn. Nhưng Đại Ngụy là thiên hạ của nam nhân, nữ nhân bị bỏ rơi, về nhà mẹ đẻ cũng bị khinh miệt, chỉ có thể lựa chọn sống nhục nhằn hoặc quyên sinh. Không còn con đường nào khác. Đào hoa nhíu mày, vậy thì theo ta đến Triệu Quốc, tự mình làm ăn nuôi sống bản thân. Còn tốt hơn là sống dưới chân nam nhân không có tình cảm. Gặp người phù hợp, người vẫn có thể tái giá. Cố hỏi nhu im lặng một lúc, mím môi nói, tướng ra đối xử với ta rất tốt, ta tại sao phải đi? Đào hoa gượng cười, ta nói là về sau, nếu như... Nương tử lại đoán được suy nghĩ của ra sao. Cố hỏi nhu buông khăn tay, căng thẳng nhìn đào hoa và hỏi, hắn tốt với ta, có nguyên nhân gì? Hay là về sau sẽ phụ bạc ta? không phải vậy đào hoa vội vàng lắc đầu ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta chỉ hỏi bâng cua thôi già đối với ngươi có thật lòng tốt hay không bản thân ngươi cảm nhận không được sao cố hoài nhu im lặng một hồi nhỏ giọng nói ta cảm thấy tướng ra ban ngày và buổi tối không giống nhau ban ngày hắn lạnh lùng như băng giá nhưng buổi tối lại dịu dàng khác thường khiến cho ta làm cho nàng vô cùng say mê cả trái tim đều ấm áp đào hoa kinh ngạc nghiêng đầu đưa tay che miệng, lẩm bẩm ta đã nói thầm tại giá tính tình sao có thể dễ dàng chinh phục được đầy sân nữ nhân đều thích hắn như vậy, kết quả tất cả đều là công lao của từ Yến Quy. Nương tử nói gì vậy? Cố Hoài Nhu hỏi. Không có gì, đào hoa quay đầu cười, đưa chai thuốc cho Cố Hoài Nhu và nói, đây là thuốc từ huyền hồ đường, họ nói là có hiệu quả, ngươi dùng thử một thời gian xem. Cảm ơn nương tử, Cố Hoài Nhu nhận lấy chai thuốc, ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng, như một thiếu nữ đầy áp hy vọng. Từ Yến Quy thật độc ác, đào hoa thở dài não nề rồi đứng dậy rời đi. Sau khi đi dò la tin tức, Thanh Đài trở lại và báo cáo nhỏ giọng, tất cả gia nhân và nha hoàn đều đã biết chuyện phu nhân qua đời, nhưng họ vẫn bình tĩnh và đã chuẩn bị hậu sự chu đáo. Nô tỳ đã tra hỏi họ, nhưng họ đều giữ mím miệng, không chịu tiết lộ gì. Theo trực giác của ngươi, họ không chịu nói vì không muốn nói hay vì không có gì để nói. Đào Hoa hỏi. Thành Đài nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi trả lời, cũng có thể là họ không có gì để nói. Nhìn qua gia đình họ, họ có vẻ là những người nông dân chất phác, lương thiện. Vậy thì chắc chắn là họ không muốn nói. Đào Hoa phẩy tay, đi thôi, chúng ta đi lừa gạt họ. Thành Đài sững sờ, không phục mà dẫm chân, chủ tử không tin nô tì, vậy tại sao lại hỏi? Bởi vì những lựa chọn của ngươi thường sai. Đào Hoa cười híp mắt, chọn ngược lại những gì ngươi đề xuất, ta đảm bảo sẽ đúng. Thanh Đài, trở lại tranh xuân các, Đào Hoa vừa nở nụ cười tinh quái thì Lý quản sự và Tiền quản gia đã đến tìm nàng. Khương Nương tử, Lý quản sự mỉm cười đặt một xấp tiền lên bàn nàng, cung kính nói, "Ra dặn dò, sau này phòng bếp mua sắm nguyên liệu không cần xin phép phu nhân, chỉ cần thông báo với ngài là được." Đào Hoa gật đầu, việc này nằm trong dữ liệu của nàng bởi vì thầm tại giã đã đắc tội Mai Chiêu Tuyết nên không thể để nàng tiếp tục quản lý việc bếp núc. Đây là sổ sách chi tiêu đối ngoại, tiền quản gia cũng đặt sổ sách lên bàn, cúi đầu nói, vốn dĩ phu nhân nên quản lý khoản này, nhưng gia thương cảm cho phu nhân nên giao cho nương tử cùng chia sẻ. Chi tiêu đối ngoại bao gồm chi phí xã giao, quà tặng và mua sắm khi mỗi viện về nhà mẹ đẻ. Đây là khoản tiền khá lớn và cũng là trách nhiệm quan trọng việc thẩm tại giã trực tiếp giao cho nàng đồng nghĩa với việc tước đi quyền lực của Mai Chiếu Tuyết, khiến nàng ta tức giận đến mức nào thì không khó để tưởng tượng. Nương tử nếu có gì khó khăn, cứ hỏi nô tài. Tiền quản gia chắp tay, nô tài sẽ hết lòng giúp đỡ. Tốt vậy sao, đào hoa kinh ngạc, nhớ ra tiền quản gia trước đây vẫn luôn hỗ trợ phu nhân trong công việc. Mặc dù nghi ngờ, nàng vẫn vui vẻ nhận lời và sai thanh đài tiễn hai người ra ngoài nô tì cảm thấy phủ này sắp có biến động lớn. Thanh đài nói khi trở lại, ra thật sủng ái nương tử, nương tử muốn gì, ngài cũng đáp ứng. Đào hoa cười khẽ, gõ đầu thanh đài, đây là sự hỗ trợ lẫn nhau thôi. Ta thay ngài làm việc, ngài giúp ta một tay có gì lạ. Mọi việc đã sắp xếp xong xuôi chưa? Đã xong xuôi à, thanh đài gật đầu, nhưng nương tử có chắc chuyện này liên quan đến phu nhân. Lỡ như, nữ nhân phải tin vào trực giác của mình đào hoa tự tin nói rồi cười khan nếu trực giác sai lầm cũng chẳng sao cả dù sao lửa cũng không đốt đến ta có lý thành đài vuốt cằm nhanh chóng quay trở lại công việc cuối hè là thời điểm nhiều nữ quyến trong phủ về nhà mẹ đẻ thăm thân khi nghe tin sổ sách đối ngoại được giao cho khương thị họ kéo đến làm quen khương nương tử quả thật được sủng ái khiến người ta ao ước cổ thanh ảnh che miệng đây là lần đầu tiên ra giao sổ sách cho thiếp thất rõ ràng là muốn làm khó phu nhân. Gia rất thương tiếc phu nhân, đào hoa cười, sổ sách ai quản cũng vậy, các vị về nhà thăm thân theo đúng lễ nghi, sẽ được chuẩn bị đầy đủ theo vị phần. Tuy nói vậy, nhưng mỗi lần theo lễ, việc phân biệt thân sơ là điều khó tránh khỏi. Người được cấp nhiều, kẻ được cấp ít, về nhà mẹ đẻ là chuyện liên quan đến thể diện, tranh được càng nhiều lễ càng chứng tỏ được địa vị cao quý. Nam Cung Cầm chưa kịp lên tiếng, Đào Hoa đã mỉm cười dịu dàng, Nam Cung Nương Tử là người thứ hai về nhà thăm thân phải không? Phải ạ, à, Nam Cung cầm vuốt cằm, làm phiền Nương Tử lo lắng. Không sao cả, Đào Hoa nói, gần đây ngươi đã chịu không ít ủy khuất, ra muốn bù đắp tổn thất cho ngươi. Ý tứ của ra rõ ràng như ban ngày, Đào Hoa cũng không hề che giấu. Cổ thanh ảnh hiểu ra, bản thân là người đầu tiên về nhà thăm thân nhưng Đào Hoa không hề hỏi han, lại nói muốn bù đắp tổn thất cho Nam Cung cầm rõ ràng là muốn khiến nàng ta khó chịu. Nương tử làm vậy sao? Cổ thị miễn cưỡng cười, đều là tìm muội, ngài không thể thiên vị một người mà lạnh nhạt với người khác. Đào Hoa quay đầu cười nói, cổ nương tử sợ gì? Ngài còn có phu nhân Chu cấp. Cổ Thanh ảnh khựng lại, vội vàng nói, ta và phu nhân không thân thiết lắm, nàng ấy giúp ta chu cấp. Nương tử nghĩ nhiều rồi. Nghĩ nhiều cũng không sao. Đào Hoa đứng dậy, ta còn phải sửa sổ sách các vị không có việc gì thì hãy về đi. Cổ thanh ảnh bực bội, nói, nương tử đừng hiểu lầm, gần đây phu nhân thường gọi ta qua trò chuyện, nhưng cũng không nói gì nhiều. Ta không hề hiểu lầm gì, đào hoa tỏ ra vô tội, người muốn đi đâu, muốn nói gì đều là quyền tự do của ngươi, ta có quyền gì can thiệp. Thanh đài tiến lên ngăn cản cổ thị, nhưng Khương đào hoa đã trực tiếp đi vào nội thất. Cổ thanh ảnh đứng ngoài, nhíu mày xoa nhẹ khăn tay, rồi đi tìm nam cung cầm phải làm sao đây? khương nương tử hình như đang tức giận ta. cổ thanh ảnh lo lắng hỏi. nam cung cầm đi trước. đáp lời. người theo phe khương thị lại còn nịnh hót phu nhân, chẳng phải là bắt cá hai tay sao? sớm muộn gì cũng sẽ chúc hỏa vào thân. ta chỉ muốn có thêm nhiều người ủng hộ thôi mà. cổ thanh ảnh nói. ai ngờ khương nương tử lại hẹp hòi như vậy. người mau giúp ta nói tốt vài câu. ta không thể giúp được gì. nam cung cầm nói rõ ràng ra rất thiên vị Khương Nương Tử, dù nàng không thể sinh con, ra vẫn giao sổ sách cho nàng quản lý. Người còn nghĩ phu nhân sẽ tín nhiệm mình sao? Nhưng, cổ thanh ảnh im lặng, cúi đầu suy nghĩ, Nam Công Cầm nói đúng, Khương Nương Tử tuy có quyền thế nhưng lại không thể sinh con, tương lai nếu lên làm chính thất, con của các nàng có thể được đưa cho nàng nuôi dưỡng, chẳng phải sẽ trở thành con vợ cả hay sao? Mắt cổ thanh ảnh sáng rực lên, nàng ta liền quay trở về. Cổ nương tử, thanh đài lên tiếng ngăn cản, chủ tử nhà tôi cần nghỉ ngơi. Tôi có chuyện quan trọng liên quan đến phu nhân cần nói với nương tử. Cổ thanh ảnh nằng nặc, chuyện này vô cùng quan trọng. Đào hoa vén rèm cửa, như đã biết nàng sẽ đến, nở nụ cười, mời vào, có gì quan trọng thì hãy nói. Thanh đài nhường đường, cổ thanh ảnh ngớ người, rồi nhanh chóng nâng váy chạy vào, nịnh hót có đại sự, tôi quên nói với nương tử. Bây giờ nói cũng không muộn. Đào Hoa ngồi nhìn nàng, cứ nói thẳng chuyện gì. Mấy ngày trước, lúc chạm vạng, tôi đi dạo lang hàn viện và gặp Linh Lung. Cổ thanh ảnh nói với vẻ bí ẩn, phu nhân nói rằng Linh Lung đã xông tới nàng nên mới ra tay trừng phạt. Nhưng theo tôi tính toán, Linh Lung đến lang hàn viện vào thời điểm trước khi xông vào vườn hoa. chương 145 Đào Hoa nhíu mày, vẻ mặt tò mò hỏi, ý của ngươi là gì? Nói cách khác, trước khi xảy ra chuyện, phu nhân đã gặp Linh Lung. Đúng vậy, cổ thanh ảnh nói, sau đó ta mới nhớ ra điều này, khi hỏi phu nhân thì nàng lại trả lời qua loa, có vẻ như đang che giấu điều gì đó. Cứ như vậy mà bán đứng mai chiếu tuyết ư, đào hoa thầm thở dài, đây quả là một con người hai lòng, trước đây cổ thanh ảnh đã bán đứng nàng, sau lại bán đứng mai thị, hai bên nịnh hót mà không hề chớp mắt. Không thể kết bạn với loại người như vậy. Tuy nhiên, tin tức này vẫn cần phải nghe. Ý ngươi là, Linh lung có thể bị phu nhân mua chuộc. Đào Hoa nhíu mày, cái này cũng khó nói, phu nhân là chính thất, thiếp thất như chúng ta sao dám nghi ngờ. Gia cũng sẽ không tin. Gia có tin hay không, chẳng phải là do nương tử quyết định sao? Cổ Thanh Ảnh cười nói, ngài chỉ cần nói, gia tất sẽ điều tra phu nhân. Vậy chẳng phải ta sẽ đắc tội phu nhân sao? Đào Hoa liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu, ta không ngốc, người đây là đang giúp phu nhân lừa ta. Làm sao có thể như vậy, cổ thanh ảnh vội vàng lên tiếng, ta thực lòng muốn cùng nương tử chung thuyền, sao lại có thể hãm hại nương tử được. Đào hoa im lặng, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Cổ thanh ảnh có chút nóng giận, chuyện trước kia, nương tử đừng để bụng. Ta chỉ tâm sự cùng phu nhân, không hề có ý giúp đỡ nàng. Nếu nương tử không tin, ta sẽ đi nói với gia. Chờ chính là những lời này, đào hoa gật đầu cười, vậy ngươi cứ đi đi ta từ trước đến nay không thích nghe lời nói xuông. Cổ thanh ảnh ngỡ người, không ngờ đào hoa thực sự muốn nàng đi nói, trong nháy mắt còn chút do dự. Nhưng, nếu hai con thuyền không thể cùng đi chung, chọn con đường tin tưởng hơn vẫn tốt hơn. Được, vậy ta đi trước, cổ thị nói, nương tử chờ tin tức của ta. Đào hoa vuốt cằm, nhìn theo bóng nàng rời đi, rồi nhìn ngẫm nói, thanh đài, trực giác của chúng ta đúng tám phần. Thanh đài gật đầu, nhưng vẫn còn do dự nhưng chuyện này cuối cùng cũng liên quan đến phu nhân phu nhân thông minh chắc chắn sẽ thoát tội gia cũng không nhất định sẽ phế chốt nàng ta định tội là đủ rồi không cần vội vàng hạ bệ nàng ta ta không cần vị trí của nàng ta chỉ cần lòng người trong phủ này mỗi nữ nhân đều không đơn giản ta không cầu họ hướng về ta chỉ cần họ xa lánh mai chiếu tuyết như vậy là đạt được mục đích rồi thành đài gật đầu nhưng vẫn chưa hiểu hết ý đào hoa Đêm nay thầm tại giã vẫn bảo đào hoa đến ôn thanh các, nhưng khi trời tối, hắn lại lẻn vào qua cửa sổ. Ra lại có chuyện vui gì ư, nhìn vẻ mặt sảng rỡ của thầm tại giã, đào hoa bưng trà đến gần hỏi. thẩm tại giã nhận lấy tách trà, đặt sang một bên, rồi ôm nàng vào lòng, hàng vương muốn tranh đoạt quyền giám sát việc thu hoạch vụ thu, hôm nay thái tử đã cãi nhau với hắn trước mặt hoàng đế suốt một canh giờ. Cuối cùng, hoàng đế hạ chỉ giao việc tuần tra doanh trại cho hàng vương, còn việc thu hoạch vụ thu thì do Nam Vương giám sát. Đào hoa nhíu mày, chuyện này cũng hợp ý ra. Thẩm tại giã cười, ánh mắt lấp lánh như vì sao, như vậy, ta và Nam Vương không cần phải tranh cãi nữa. Hoàng thượng đã hạ chỉ, chuyện này không liên quan đến ta, coi như là cuộc tranh giành giữa Thái tử và Hằng Vương, cuối cùng Nam Vương cũng được lợi. Chúc mừng ra, đào hoa ôm cổ hắn cười nói, tâm trạng tốt như vậy, có phần thưởng gì cho thiếp không? ngươi còn muốn gì nữa? Thẩm tại giã cười, hiện giờ trong phủ, chẳng phải ngươi muốn gì cũng có. Cười hắc hắc, đào hoa lắc lắc thân mình, lần trước vỡ ngọc bội, ra không định đền bù cho thiếp sao. Ngọc bội, thẩm tại giã nhớ lại chuyện hôm đó trong ngự hoa viên, trong lòng có chút bối rối. Người trước mặt không hề để ý, ánh mắt không chút khác lạ, như một tiểu hồ ly quyến rũ lại nịnh nọt, chiếc đôi to vẫy vẫy đầy kiêu hãnh. Cổ họng nghẹn ứ, thẩm tại giã do dự rất lâu rồi hỏi hôm đó là do ta không kiềm chế được ngươi còn trách ta sao đào hoa sững sờ nhìn hắn một lúc rồi đứng dậy bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài làm gì vậy thẩm tại giã không vui lên tiếng hỏi ta hỏi gì thì trả lời đi thiếp chỉ cảm thấy bất ngờ muốn ra ngoài ngắm trăng đêm nay có đẹp không đào hoa líu lưỡi phải chăng ngài đang xin lỗi thiếp thẩm tại giá vẫn không vui, hỏi một câu thì có gì phải xin lỗi. Là do ngươi ngoại tình trước. Đào hoa bật cười, lúc ấy ra ghen tị sao. Thẩm tại giá im lặng không đáp. Thiếp lúc đó cũng tức giận, nhưng không hề làm gì có lỗi với ra. Tâm trạng thoải mái, nàng quay sang mỉm cười, hiện tại thiếp cũng không trách ra, mà ngược lại còn cảm thấy bất ngờ, vì cuối cùng ra cũng chịu cúi đầu nhận lỗi. Thẩm tại giá bóp eo nàng, đừng vội mừng, nếu lần này không phải do vấn đề sức khỏe, ta thật không định tha cho ngươi. Đào hoa nháy mắt, thiếp biết, gia vĩnh viễn không buông tha cho việc giết thiếp. Chính vì vậy, nàng cũng không thể yêu hắn bằng cả trái tim. Đôi môi khẽ nhúc nhích, thầm tại giã chỉ hừ một tiếng, kéo áo nàng xuống, nhìn vết thương trên vai, rồi vén áo nhìn vết sẹo trên eo. Sao một người phụ nữ đang yên đang lành lại đầy dẫy thương tích và bệnh tật? Người khác có thể ghét bỏ, nhưng chỉ có hắn mới từ bi và khoan dung. Hôm nay đã uống thuốc chưa? Ôm nàng đứng dậy, thầm tại giã hỏi. Đào hoa ngoan ngoãn gật đầu, uống rồi. Sắc mặt nàng đã trở lại bình thường, thầm tại giã mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa một ý đồ kỳ lạ, ôm nàng vào giường. Nếu người có bản lĩnh, hãy sinh con cho ta. Ngậm chặt vành tai nàng, hắn nói, vì đứa trẻ, ta sẽ bảo vệ ngươi thêm. Thân thể cứng đờ, đào hoa ngẩn người, ra muốn tiếp sinh con. Chẳng phải hắn không muốn vướng bận sao, sao lại có ý nghĩ này. Ta chỉ nói vu vơ thôi, người không muốn sinh thì không ai ép buộc. Thẩm tại giã nói, dù sao trong phủ cũng không có đứa con nối dõi nào khác. Ngơ ngác gật đầu, đào hoa cười khan, xoay người đè lên người hắn, kéo vạt áo, nếu đã muốn sinh con, ra còn phải cố gắng. Mặc dù, cố gắng nữa cũng có thể không có kết quả. Trong người nàng có cổ độc quyến rũ, đời này không thể có con, thầm tại giã cho nàng cơ hội tốt như vậy, nhưng nàng lại không thể nắm bắt được. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.